Nghiêng qua. Xếp lên chị chứ. Hồi nãy không thèm thì xong rồi ngồi đó thèm. Nặng là chị đeo khẩu trang, đừng nghe mà quay chị đeo khẩu trang chị khó chịu. Sao khó chịu? Không biết. Hồi hộp. Tự nhiên mà nặng mà đeo khẩu trang. Thế là không phải hồi hộp mà là tự nhiên cảm giác khó nặng rồi đó. Như vậy mình nặng mình không cúi xuống đi mình hay răng á. Nặng đeo khẩu trang, nặng quay là mình cúi cúi xuống. Cảm giác như những che chỗ mắt á. Có thấy. Bên kia phải quay nhiều game đấy. Ừ. Ừ. Giờ bên kia muộn gì cũng quay á. Ừ, thôi cũng được. Bên kia đâu có ghi đâu. Bên kia chỉ lo quay mấy cái mụn ngon mà chỉ lo cũng đâu ghi. Thôi thôi ghi cũng được. Cái ông Tài nó ông đi với riêng mình lâu lắm rồi đó. Có mà. Không có đi mà. Ừ, ý là ông đi lên được nghe ông ít đi. Đi ra mới được. Đi qua. Ông đi từ bên đây lấy qua tới đây đó. Ngày đầu gần lấy thằng ít đi. Cái đầu trước là bên một tuần một lần. Chắc phải 2 tháng nay mình không thấy là. Ông đi mình lâu mấy năm rồi đó. Từ bên lấy qua.
cái cục to, chết cái sớm, chết cái bị máu con dính. Chúng nó chắc không? Bên kia mà mụn ngon là quay hai người luôn. Mụn mỗi người mỗi gấp. Cục ngon mà cũng giống mấy cục bự 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 này. Thấy không? Mình phương quay điện thoại nếu quay mua quen. Nghe anh ơi, anh mang vô trong giùm em với. Dạ em chuyển khoản. Không, đồ cái gối xe. Như tí tóc đâu cho kiểm tra rồi đúng không? Na ơi, đây đây anh ơi, lấy giùm trong nó 260 đưa giùm cái nè. Cái này đâu cho kiểm tra đâu rồi anh. Mấy phút còn chắc là mà hôm nay đã ok anh kia được không? Chắc được, chắc được cái chưa có bên kia với bên trái không? Chỗ mà có máu ở trên cái tay. Ly đi đi chơi mà không nói nè hả? Bạn bè gì lạ đấy bây. Cầu bài gì? Hôm qua nói mà mày không tin đấy chứ. Thôi được rồi, mình cứ nhớ rồi chứ.
Nhắn đã giao đơn thành công. Mười phút mấy? Mười rưỡi thôi. Mười rưỡi được rồi. Thôi chưa có miệng nữa.